Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Mày làm gì vậy? Cũng mập mê hả mày? Mày tính chơi anh à? Vô cùng là nhanh chóng thì kẹo đã có cho mình được một bạn đầu tiên rồi nha anh em. Khu này kẹo nhớ là đang còn một đứa nữa nhá. Ok các bạn ơi, nòng súng các kiểu dư thừa hơi bị nhiều. Let go nào anh em ơi. Chết này nữa hả? Từ từ đây, để kẹo rút thêm đồ của đã nha anh em ơi. Chúng ta không nên công vội làm cái gì cả. Ok mọi người, phần mát này, nó lại ngon quá nhỉ anh em. Thêm máu nữa này, let go nha em. Đó, và kẹo sẽ lên phía trên này luôn nhá. Ôi ôi ôi, xé nhau có vẻ càng đấy. Ok các bạn ơi, một cái báng súng level 1 lần này. Người đâu rồi nhỉ anh em? Chắc là chúng nó trong này thôi. Mình thấy là chúng nó vừa xé nhau trong tháp này mà anh em. Bên này à? À phía sau kẹo anh em ơi. Thế đi ghê rồi. Người đâu nhỉ anh em? Ui, what the hell? What the hell em ơi? Qua đây em ơi. Có dọc qua đây đi em ơi. Ui, là cũng câu đi qua này. Đậu xanh này, nó cho mình ăn một quả lựu chóa này. Phóng lựu nữa cơ. Thế đi ghê rồi. Anh lại sợ chú quá cơ em ơi. Ok các bạn ơi, mình một túi máu này, quá là nhiều rồi nhá. Kẹo thì sẽ không cần nhiều túi máu đến vậy đâu. Wow, mình xem là mình sẽ kiếm thêm đạn thôi mà anh em. Ok ok. Và hiện tại thì kẹo đang full 87% ba lô nha anh em. Hết mất tiêu bom keo rồi. Đây nó là cái quả bom keo duy nhất của sĩ kẹo. Ok, lại lượng thêm máu thôi. Quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục đi kiếm mạng nào anh em. Kẹo sẽ qua phía này nha mọi người. Chạy lên trên này coi. Wow, đậu xanh. Người đâu vậy hả? À. Có một đứa ngay phía này nhưng kẹo chưa tìm thấy được nó anh em ơi. Ok ok. À đây rồi. Tưởng đâu cơ? Tưởng ở đâu cơ? Anh nghe này. Em nghe được chưa? Nghe được rồi. Ở đây anh đang chơi trong trận này. Chờ anh xíu. Ok, cứ chơi đi. Đây các bạn ơi, ngay ngoài này có một đứa nhát, nó vừa chạy qua phía này này. À, mày tính xế nhờ, thằng này hay. À đây, chạy đi em ơi. Hay lắm. Cái đậu xanh này mày chạy này. Chạy nữa đi em. Ui, nó xế lại mình này. Qua đây em ơi. Ui, nó cầm FVD. Lại shotgun nữa thì phải này. Thế thì ngại gì hả anh em. Vâng. Kẹo có được mạng thứ 3 rồi các bạn ơi. Ui, mình sẽ để cái nòng 3 ở trong ba lô nha anh em. Đó, chạy qua đây một xíu nha. Ui, anh em comment là chị Phương Anh này. Từ đây, đâu Phương Anh mời anh em nhờ. Ôi các bạn có mẹ là chị dâu ơi này. Ủa, anh đâu có nhận mình được làm em đâu chị dâu ơi. Lạ lùng ghê vậy. Ok, mình sẽ lên trên phía cổng trời nha anh em. Mỗi tội bây giờ là 10 túi máu nữa cơ.
10 túi máu như này xài bao giờ mới hết đây? Còn lại 14 mạng nữa nha anh em. Ok ok. Kẹo sẽ lên phía trên này coi. À, có lẽ là mình sẽ cần lượm thêm đạn súng tiểu liên các bạn ơi. Wow. Bên này có tiếng súng nhưng mà kẹo thì chưa thấy ký hiệu đâu. Đây rồi các bạn ơi. Hình như là có cả đứa sải giảm thanh nữa cơ. Hơi gắt. Ok mọi người, đây đây. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, tưởng gì cơ. Đây rồi à. Lên 3 điểm số nha em. À, kẹo có được mạng thứ tư rồi các bạn ơi. 13 người chơi nữa. À đây. Một đứa ngay phía 60 độ nha anh em. Ok ok. Đó, lựu đạn này anh em. À, kẹo sẽ vứt bớt túi máu đi này. Một đứa vừa nhảy xuống nha anh em. Đậu xanh em ơi, mày chạy đi em ơi. Ok, hack xong nhé. Uống nữa hả? Nữa hả anh em ơi. Đây, may là kẹo có một keo nhá. Không là xíu nữa xanh mộ rồi. Xíu nữa là kẹo xanh mộ rồi nha em ơi. Xíu nữa là kẹo xanh mộ rồi nha. Ủa ơi. Ok anh em. Mạng thứ 6 rồi. Đây, cuốn máu một xíu nha anh em. Ok ok mọi người. Còn lại 10 đứa nữa nha. Đó, còn máu đã nhá. Số này tuyệt vời. À, và kẹo đổi qua scout luôn này anh em ơi. Giảm thanh thì nãy mình có rồi. Nên là bây giờ thì kẹo sẽ không có cần nữa nha các bạn ơi. Ê. Ừ, anh nghe này. Tại này không chơi format nữa hả? À, anh không chơi nữa. Người chơi hay chơi, các bạn bảo chơi format nhiều quá thì anh lại chơi Sky. Khi nào chán Sky lại chơi format thế hả? Hai cái khẩu đấy nó cũng như nhau thế hả? Thật mà giống nhau mà. Anh chơi giống nhau mà. Đây anh em ơi, còn lại 10 thằng nữa thôi nhé. Let go nào mọi người. Mình sẽ chạy xuống cái khu dưới này coi. Ok. Có một cái thính ở ngay phía dưới thì phải. Rồi nhá anh em. Kẹo nghe thấy tiếng xe đâu đó này. À, đang chạy lên cả. Hơi gắt là nhá các bạn ơi. Làm gì vậy em ơi? Ui. Làm gì vậy em ơi? Ui. Làm gì vậy em ơi? Ok. Mạng thứ 7 rồi nha em. Nó lại ngon nghẻ quá nhỉ các bạn. Tuyệt vời. Let's go, lên xe nào anh em. Đây có xe thì chúng ta sẽ săn mạng một cách hết sức là dễ dàng mà thôi. À, và đây mọi người, còn lại 8 người chơi nữa thôi nha. Và hiện tại trong cái ván đấu này thì kẹo đã có được 7 kill rồi nhá. À, mình xem mình lút thêm đồ nào các bạn ơi. Ôi phóng lựu à? Khỏi chơi đi. Kẹo không thích chơi phóng lựu lắm các bạn ơi. Đây mình qua phía này con nào anh em. Wow, chưa thấy ai cả. Bo thì càng ngày càng thu nhỏ lại rồi. Còn người thì vẫn chưa thấy đâu. À, có một con xe mới đây. Đổi qua xe mới mà chạy luôn. Ok anh em. Let go thôi. Đó, và mình sẽ chạy tạm qua đây nha anh em. Ui. Anh em đã thêm ai chưa? Đó. Bo càng ngày càng nhỏ rồi nha mọi người. Mình sẽ cứ chạy vào trong phía này cái đã. Ui. Không một ai cả. Hơi buồn. Còn lại 8 thằng nữa thôi mà các bạn ơi. Ok ok. 20 giây nữa thì phòng máy điện sẽ tiếp tục thu lại nha anh em. Người đâu cả rồi vậy anh em ơi. Wow. Không có ai, không có ai. Hơi vào đấy anh em ơi. Anh ơi, em chuẩn bị tiền mừng anh chị. TM là sao hả em ơi? TM tiền mặt hả em? Để mình qua chỗ này coi. À, lại xe mới nữa hả?
Ôi làm xe thế. Nãy giờ chạy mãi không có xe, bây giờ chạy có nhiều xe nhưng lại không thấy người. Cuộc sống lại cứ trái ngang như vậy các bạn ơi. Ok, tám bạn nha anh em. Mệt mỏi. Chạy xe nãy giờ nhưng kẹo có kiếm được thêm một cái mạng nào nữa đâu. Mệt mỏi các bạn ơi. À, mình sẽ qua phía này coi. Đen G thì bom vẫn rơi thôi à. Và nó vẫn chưa xong nữa. Ui ui ui. Mình chạy tránh ra một xíu nhá. Không là đai bây giờ các bạn ơi. Ok ok. Let go nào các bạn ơi. Có lẽ là bây giờ thì kẹo sẽ lên trên phía cổng trời nha. Đây, bo đã thu lại rồi này. Đó, lên cổng trời luôn nha các bạn ơi. Ui, thằng nào đổ súng vậy? Ui, trên này à? Đậu xanh này. Nó lại ngon quá nhỉ anh em. Có được mạng thứ 8 rồi. Một đứa ngay phía dưới anh em ơi. Wow. Không thể nói đâu. Thế chắc là kẹo nên quay lại. Quay lại phía trên có ngay một đứa nhá. Ơ nó chạy đâu mất tiêu rồi. Chạy nhanh quá nhỉ em. Ok ok. Còn một đứa lúc nãy nó đang ở đây này. Nhưng mà bây giờ nó chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Wow. 5 mạng nữa thôi mà. Cố gắng kêu nốt 5 đấy đã là chúng ta đã có được top 1 ở trong cái ván đấu này rồi anh em ơi. Anh solo hay là anh chơi? Ai đang chơi solo em ơi? Solo mà. Để anh qua cái chỗ này coi. À đây, một đứa ngay phía dưới anh em ơi. Mày chạy hả mày? Ui, mày chạy hả mày? Lên bảng điểm số nhà em. Mạng thứ 9 dành cho sĩ kẹo, let's go nào anh em. Còn nhiều người không? Còn 4 đứa nữa em ơi. Đây rồi anh em ơi, mình đang cố gắng lấy xe và chạy trong bo nhé. Ok ok. Uầy, trong UAV không có ai này. Thế là chúng nó chưa vào trong bo rồi. Cứ phải từ từ các bạn ơi. Bình thường tầm này đi bộ là ngon rồi nhưng mà kẹo lại thích đi xe cơ. Uầy 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 uầy. Mười giây nữa bo thu lại rồi mà anh em. À, thính lại giờ nữa cả. Mình sẽ vào lại coi, hình như là thính ngay phía dưới nhá. Ồ, đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Lượm được gỗ ra thì ngon. Nhanh nào các bạn ơi. Ui, FVD. FVD thì chịu thôi các bạn ơi. Ok ok. Let's go nào mọi người. Bo càng ngày càng nhỏ rồi nha anh em ơi. Mình sẽ... Ui, mình không có bom keo cơ. Quên mất. Tưởng là có bom keo cơ anh em ơi, không có thì hơi buồn rồi. Thế okay, pha này hơi căng nhá. Uầy. Không còn ai cả, bo thì vẫn đang thu lại này. Anh bắn như hack hả, anh chơi gà thôi mà em ơi. Suốt ngày đây anh em kêu bắn như hack. Ơ, không có ai thật à? Thế mình sẽ quay trở lại cái vị trí thung lũng thôi nha anh em. À đây. Một đứa đang chạy mo này anh em ơi. Ok ok. Mày chạy đâu về hả em ơi? Quay nữa hả? Đậu xanh này anh em ơi. Đậu xanh này anh em ơi. Quay. Đậu xanh này anh em. Tuyệt vời. Vậy là kẹo đã có được mạng thứ 11 rồi nha các bạn ơi. Ok thật cuối này. Trang bị nòng 3 vào luôn nhé. Đấy con nào mọi người ơi. Pha này là sắp top 1 rồi nha anh em ơi. Cơ hội chiến thắng của kẹo đã lên đến đó là 50-50. Ok anh em. Đấy rồi. Thằng quái đâu? Kẹo chưa có thấy thằng quái đâu cả anh em ơi. Có thằng ở nhà chữ L á. Ok em đây đây. Anh quay lại ngay nhé. Xem là có phải nhà chữ L không nha em. Không có anh em ơi. Kiểu này không phải rồi. Anh em lại lừa tôi rồi ạ. Anh em ơi, một thằng nữa thôi mà. Kẹo chưa thấy được quái đâu này.
Ok, có thể là nó đang thủ tại một trong những cái căn nhà ở đây. Cứ chạy xe một quanh và chúng ta sẽ sớm kiếm được nó mà thôi anh em ơi. Wow, nó đâu mất tiêu nhỉ anh em? Nhà lật thôi hả? Anh em không đổ tôi hả? Đậu xanh không có, không có. Không có anh em ơi. Bon thu ngay phía trên nhá. Ok, khu này là một khu đất trống nha anh em. Và để coi, thanh niên cuối cùng vẫn chưa chịu lộ diện cả. À đủ. Nhây vậy. Công nhận là thanh niên chơi nhây vãi trưởng các bạn ơi. À đây đây. Đây rồi, nó qua bên này rồi. Một tông. Tông một anh em ơi. Yes. Vâng, 12 kill nhá. Chúc mừng nào anh em. Được rồi. Quẩy cho nào mọi người ơi. Anh nghe này. Có em vào xem phát khác hẳn nhỉ? Ơi thì có em vào xem nó phải khác hẳn chứ. Hả? Đây đây. Em mời cho. 12 kill tốt một các bạn ơi. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.